Trong tập trước, vì tranh giành Hoắc Vũ Hạo mà cả Ngôn Thiểu Chiết và Tiền Đa Đa đấu đá tranh giành quyết liệt, sau đó còn mở ra hội nghị tại Hải Thần Các để biểu quyết, cuối cùng mới đi đến quyết định sẽ để Hoắc Vũ Hạo làm đệ tử hạch tâm của cả hai hệ, lúc này mọi chuyện mới tạm lắng xuống. Vũ Hạo sau khi hoàn thành khảo hạch của hệ Vũ Hồn thì tiếp tục qua hệ Hồn Đạo để tham gia khảo hạch. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Hội nghị quan trọng tại Hải Thần Các cứ vậy mà kết thúc, vận mệnh của Hoắc Vũ Hạo cũng đã được an bài. Rất nhanh sau đó, Hoắc Vũ Hạo đã nhận được tin tức từ Phàm Vũ Học Viện quyết định giữ nguyên hiện trạng, đồng thời hệ Vũ Hồn cũng cho hắn thân phận đệ tử hạch tâm, và hắn đã trở thành đệ tử đầu tiên làm đệ tử hạch tâm của cả hai hệ. Kết quả này làm Hoắc Vũ Hạo thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Không phải lựa chọn dĩ nhiên là tốt nhất. Sáng hôm sau, Hoắc Vũ Hạo thức dậy rồi đi đến khu vực thí nghiệm của hệ Hồn Đạo mà tiến hành sát hạch. Vũ Hạo lại đây, tiếp theo là lượt của con. Dạ, Hoắc Vũ Hạo vâng lời lập tức vội vàng bước vào. Phàm Vũ nói, sát hạch rất đơn giản, chính là đối chiến. Trong quá trình đối chiến, mỗi người đều phải sử dụng hồn đạo khí do chính mình làm ra. Ai đánh vỡ được phòng ngự của đối phương thì chiến thắng. Ta sẽ khống chế di động hồn đạo thuẫn bảo vệ các ngươi. Hoắc Vũ Hạo bước vào bên trong đối chiến khu, đồng thời lấy hồn đạo khí của mình ra. Lúc này những đệ tử bên ngoài mới phát hiện huy hiệu đang đeo trên ngực của Hoắc Vũ Hạo. Không thể nào, hắn là hồn đạo sư cấp 2. Nhìn Hoắc Vũ Hạo đang đứng trong sân đấu, ánh mắt Phàm Vũ thoáng hiện ra một tia hiền hòa. Làm sao có sư phụ nào không mong muốn đệ tử của mình mạnh mẽ cơ chứ? Thầy giỏi khó kiếm, trò giỏi còn khó tìm hơn. Bất luận là thiên phú hay sự cố gắng của Hoắc Vũ Hạo, Phàm Vũ đều hết sức hài lòng. Tuy Hòa Thái Đầu đã ở bên cạnh Phàm Vũ lâu rồi, nhưng vị trí của Hoắc Vũ Hạo trong lòng hắn giờ đã ngang Hòa Thái Đầu. Cứ tiếp tục thế này, thậm chí sẽ có lúc vượt qua thôi. Dạ Tàn Ảnh, Đường Tùy Phong, Lăng Tuyết. Phàm Vũ xoay người nhìn sang nhóm đệ tử đang chờ sát hạch, đọc lên ba cái tên. Ba học viên, hai nam một nữ lập tức bước ra rồi cúi người hành lễ với Phàm Vũ. Phàm Vũ nói, ba người các ngươi cùng lên, mục tiêu là đánh bại hắn. Thắng thì xem như đã thông qua sát hạch thăng cấp. Cả hai nam một nữ này đều trông có vẻ khoảng 15-16 tuổi. Ba người nghe thấy thế liền đưa mắt nhìn nhau. Vị lão sư giám trận cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn quay sang đưa ánh mắt tò mò nhìn Phàm Vũ. Phàm Vũ đi đến bên cạnh hắn nói nhỏ, đó là đệ tử đích truyền của ta. Ta muốn kiểm tra xem cực hạn của hắn. Yên tâm đi, ta biết giới hạn mà. Bắt đầu đi. Được. Lão sư giám trận nghe thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Trên áo ba học viên kia đều gắn ba huy chương giống hệt hắn. Tất cả đều là hồn đạo sư cấp 2. Sát hạch, bắt đầu. Nương theo tiếng hét lớn của lão sư giám trận, ba học viên kia cũng bắt đầu hành động. Hồn hoàn dưới chân của bọn họ cũng xuất hiện. Trong đó, Dạ Tàn Ảnh là người lớn tuổi nhất. Dưới chân có ba hồn hoàn màu vàng, còn hai người kia đều là hai hồn hoàn màu vàng. Sau khi phóng thích vũ hồn, cả ba đồng thời giơ cánh tay lên, sau đó từng luồng sáng lóe ra. Hiển nhiên bọn họ đang dẫn phát hồn đạo khí của mình, lấy một địch ba, hơn nữa trong ba người kia còn có một người là hồn tôn nữa. Nếu bình thường Hoắc Vũ Hạo biết chắc chắn mình không có cơ hội, nên chủ yếu hắn dựa vào tính bất ngờ mà thôi. Hai cái hồn hoàn màu trắng từ dưới chân hắn bay lên, hồn hoàn thứ hai của hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng ba học viên kia không chút để ý đến. Cơ thể Hoắc Vũ Hạo có chút trở nên hư ảo, ngay sau đó liền xuất hiện một màn dọa ba người kia biến sắc. Một vật thể màu đen dài chừng một thước năm xuất hiện trên vai Hoắc Vũ Hạo, bên trong ống sắt một ánh sáng màu đỏ rực không ngừng phóng ra. Cái ống sắt kia là gì? Cái thứ này tất cả học viên ở đây đều đã thấy qua, nhưng ngoài Hòa Thái Đầu thì chưa có ai từng sử dụng. Cái món đồ chơi này chính là định trang hồn đạo pháo A. Tất cả các hồn đạo khí thuộc loại định trang thì đều có uy lực vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa, sử dụng định trang hồn đạo khí không cần quá nhiều hồn lực, cái thiếu chính là cách định vị mà thôi. Bởi vậy, cho dù hồn sư mới có hai hồn hoàn cũng có thể sử dụng được. Có điều, đạn pháo của định trang hồn đạo pháo vô cùng quý hiếm, một quả đến trên 100 kim hồn tệ, cho nên học viện chưa bao giờ dạy chế tạo thứ này. Ba người Dạ Tàn Ảnh, Đường Tùy Phong và Lăng Tuyết thấy nó xuất hiện làm sao không hoảng sợ được. Ánh sáng màu đỏ xuất hiện cũng có nghĩa định trang hồn đại pháo chuẩn bị phóng ra, không còn cách nào nghịch chuyển à. Cái thứ đồ chơi này ngay cả di động hồn đạo thuẫn cũng khó mà đỡ được. Hơn nữa, bọn họ không thấy di động hồn đạo thuẫn đâu à. Việc duy nhất bọn họ có thể làm lúc này là xoay người bỏ chạy. Nhược điểm của định trang hồn đạo khí bọn họ cũng biết, đó chính là không nhắm bắn chính xác được. Ba người đồng thời chia nhau chạy về ba hướng, bọn họ đã hoàn toàn quên mất là đang khảo hạch thăng cấp, hiện giờ giữ cái mạng là quan trọng nhất. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo nở ra một nụ cười, sau đó trước ánh mắt soi mói của các học viện, định trang hồn đạo pháo nháy mắt biến mất, sau đó hắn lập tức nhanh như cắt đuổi theo Đường Tùy Phong. Trong quá trình này, hai chân hắn đột nhiên lóe ra ánh sáng màu xanh, tốc độ đột nhiên tăng lên, có thể nói không thua kém Đường Tùy Phong chiến hồn sư hệ mẫn công kia là bao. Lúc này Đường Tùy Phong nằm phục xuống mặt đất, hai tay ôm đầu, đồng thời cả người được một lớp ánh sáng bao phủ, đấy chính là hồn đạo hộ thuẫn do chính hắn chế tạo. Hắn đang dốc hết sức để phòng ngự cho thật tốt. Một chuôi đao lặng lẽ xuất hiện,
không một tiếng động đâm thẳng vào hồn đạo hộ thuẫn của Đường Tùy Phong. Khi hắn ngẩng đầu lên thì đỉnh đao cũng đang chạm nhẹ vào đỉnh đầu của hắn. Đường Tùy Phong, loại, giọng nói tuyên bố kết quả của lão sư giám trận vang lên. Không đúng sao? Nếu Hoắc Vũ Hạo nhân cơ hội ấy mà thẳng tay thì Đường Tùy Phong đã bị Bạch Hổ chùy đâm chết rồi. Khi Đường Tùy Phong bên này bị loại thì Dạ Tàn Ảnh và Lăng Tuyết cũng nhận ra mình bị lừa. Cả hai đã ở học viện Sử Lai Khắc học tập nhiều năm nên dù lúc này trong lòng không hiểu cũng không lên tiếng hỏi mà ngay lập tức đồng thời đánh về phía Hoắc Vũ Hạo. Nhưng bọn họ có chút ngoài ý muốn chính là trong nháy mắt bọn họ phóng ra hồn quang xạ tuyến thì cảm thấy tinh thần của mình có chút choáng váng, khiến phương hướng công kích của nó cũng bị lệch đôi chút. Hoắc Vũ Hạo sử dụng quỷ ảnh mê tung di chuyển sang chỗ khác, khiến 12 tia sáng kia đánh vào vùng đất trống. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo cũng giơ hai tay của mình lên, hồn đạo khí trên tay hắn trông có vẻ giống hồn đạo khí của Dạ Tàn Ảnh và Lăng Tuyết, cũng là một cái hộp kim loại dài, sau khi mở ra cũng xuất hiện ba cái ống sắt nhỏ. Sáu luồng ánh sáng màu trắng nhanh như điện bay thẳng về phía Dạ Tàn Ảnh và Lăng Tuyết nhưng phía sau nó không hề có chút ánh sáng nào. Luồng ánh sáng màu trắng đó bắn trúng vào phía trên vòng bảo hộ của Dạ Tàn Ảnh và Lăng Tuyết, sau đó xuất hiện một màn khiến cả hai vô cùng hoảng sợ. Hồn đạo hộ cháo, vòng bảo hộ tiếp xúc với ánh sáng màu trắng nhộn nhạo một cách kỳ lạ. Ngay sau đó, thậm chí cái thứ đó còn chui tọt thẳng vào bên trong. Cả hai cảm thấy đôi tay mình chấn động, sau đó cánh tay đang cầm hồn đạo hộ cháo bị đẩy ra, đồng thời từng tiếng răng rắc vang lên. Một luồng sương màu xám lan tỏa trước mắt bọn họ, nháy mắt trước mặt bọn họ bị bao phủ bằng một luồng sương mù ảm đạm. Trong cơn hoảng sợ, Dạ Tàn Ảnh chỉ kịp phát động hồn đạo hộ cháo cấp 2 ra bảo vệ mình và đồng thời thi triển hồn kỹ thứ 3. Một bóng đen nhanh chóng tách ra từ người hắn rồi nhào đến ôm chầm lấy viên cầu ánh sáng đang chuẩn bị phát nổ kia. Sau đó, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, cả người Dạ Tàn Ảnh bị đánh bay thẳng lên trời. Cuối cùng được một lão sư dám trận đỡ lấy mới không bị té thẳng xuống đất. Luồng hồn lực dư âm lại còn khiến Hoắc Vũ Hạo lui về sau mấy bước mới đứng vững được. Một đấu ba, toàn thắng. Khi vừa bắt đầu Hoắc Vũ Hạo đã sử dụng kỹ năng mô phỏng tạo ta một định trang hồn đạo khí, sau đó tiếp tục dùng hồn kỹ băng đế ngao đỡ lấy hồn đạo xạ tuyến của Lăng Tuyết. Kế đến vẫn là kỹ năng kia, nhưng Hoắc Vũ Hạo sử dụng nó đông lạnh tụ lực hồn đạo pháo lại. Hoắc Vũ Hạo bất kể là chiến đấu, phán đoán hay sử dụng vũ hồn và hồn đạo khí đều không có chút khuyến điểm. Hơn nữa, khi Hoắc Vũ Hạo giơ ra hai hồn đạo khí ở trên tay ra đã khiến Phàm Vũ nở ra một nụ cười. Lúc trước khi Hoắc Vũ Hạo làm ra thứ này đã làm hắn bất ngờ không ít. Nhìn Hoắc Vũ Hạo trước mặt mình, Phàm Vũ không khỏi cảm thán, đứa nhỏ này quả thực sinh ra vì hệ hồn đạo mà. À không, phải nói là sinh ra để kết hợp hồn đạo khí và hồn lực vào nhau một cách hoàn mỹ nhất. Sát hạch của con thông qua. Hoắc Vũ Hạo cúi chào sư phụ và Hòa sư huynh xong liền trở về ký túc xá. Vừa về đến hắn đã thấy Vương Đông đang vô cùng hưng phấn ngồi ở trong phòng. Gì đấy? Có chuyện gì mà vui mừng thế? Hoắc Vũ Hạo vội vàng bước đến hỏi, vừa nói hắn vừa nhìn cái miếng giấy màu hồng mạ vàng trên tay Vương Đông. Thường bảo hội, cái này là gì đây? Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua nội dung trên mảnh giấy, trên đó viết là mời các đệ tử hạch tâm của học viện Sử Lai Khắc tham gia cuộc liên hoan gì đó, hình như có thưởng bảo vật nữa. Vương Đông xoay người đứng dậy cười to nói, cái đồ ngu ngốc, thưởng bảo vật là cái gì ngươi biết không? Chính là do một số ít thương gia trong thành Sử Lai Khắc tổ chức. Thành Sử Lai Khắc không phải là trung tâm thương nghiệp sao? Nghe Vương Đông nói thế nhất thời Hoắc Vũ Hạo cảm thấy có chút hứng thú. Cái thưởng bảo hội kia thường có thứ gì tốt không? Vương Đông nói, thưởng bảo hội dành cho đệ tử hạch tâm này diễn ra vào tối nay. Mặc dù thưởng bảo hội này không có các học trưởng nội viện tham gia nhưng nghe nói cũng có rất nhiều đồ tốt, như đan dược, dược liệu hay tìm kiếm hồn hoàn, hình như còn có đề cập đến hồn đạo khí nữa, dù là thứ gì cũng có phẩm chất khá tốt. Đi không? Vậy thì đi cho biết, sắp vào học chính thức rồi, tranh thủ lúc này còn chút thời gian mình đi dạo một vòng. Cho dù không mua được gì cũng có thêm kinh nghiệm, tu luyện hoài cũng không phải là tốt. Hoắc Vũ Hạo nhìn vẻ mặt hưng phấn của tên kia cũng không đành lòng bảo không nữa. Hắn bất đắc dĩ nói, thành Sử Lai Khắc rất lớn, hai người sau khi ra khỏi học viện vẫn chạy băng băng như cũ mà cũng phải mất nửa canh giờ mới đến được cửa Bắc. Là một trong những thành thị phồn hoa nhất đại lục Đấu La nên về đêm mới là thời khắc náo nhiệt nhất của thành Sử Lai Khắc. Hoắc Vũ Hạo, một người chưa từng đến thành phố lớn bao giờ, vừa bước vào cửa liền bị từng tiếng ồn ào truyền đến mà hoảng sợ. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy nơi nào có nhiều người đến thế, dòng người ra vào thành nối liền không dứt, bên trong thành có vô số những quầy hàng rong đang buôn bán, thanh âm mời gọi hỗn tạp. Sau hơn 5 phút tìm kiếm thì hai người đã đến được tụ bảo các. Tụ bảo các chuyên buôn bán các loại vật phẩm có liên quan đến hồn sư và hồn đạo sư. Nhìn từ xa tụ bảo các là một tòa lầu 4 tầng cao hơn 20 thước, bề ngang của nó cũng không nhỏ, bên ngoài được sơn một lớp xanh vàng rực rỡ như một tòa ngọc lâu. Sự xa hoa này đã vượt khỏi tưởng tượng của Hoắc Vũ Hạo, khi cả hai đến gần lại được 8 cô gái xinh xắn mặc váy dài cúi chào khiến hắn trợn mắt ngẩn ngơ. Ây da, Vương Đông, ngươi làm gì thế? Sao lại nhéo ta? Bỗng nhiên Hoắc Vũ Hạo hét lên rồi vừa xoa eo vừa quay đầu lại. Vương Đông ở phía sau đang hung hăng nhìn hắn. Nhìn cái gì mà nhìn?
coi chừng lòi mắt ra đấy. Vương Đông tức giận trả lời. Nhìn thấy đôi mắt to tròn của Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo trả lời thật thà, con người ta ai mà chẳng có lòng yêu thích cái đẹp, ta chỉ cảm thấy các tỷ tỷ này thật xinh đẹp mà thôi. Vương Đông cũng không quan tâm đến Hoắc Vũ Hạo, hắn nhanh chân tiến vào bên trong tụ bảo các, Hoắc Vũ Hạo cũng phải vội vàng chạy theo. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.